Xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin nóng 19 giờ của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin tối sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hai cán bộ ở Sở Công Thương và Sở Giao thông Vận tải Cà Mau bị bắt. Đứt dây tời công trình tòa nhà 7 tầng, 3 người tử vong. Hỏa hoạn ở trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Tổ công tác 161 phát hiện lò sản xuất súng đạn ở thành phố Biên Hòa. Liên Hợp Quốc đã mất hơn 100 nhân viên ở Gaza, khó truy cứu pháp lý. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật đến 19 giờ ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau vừa thực hiện lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc và bắt tạm giam 3 bị can liên quan đến vụ án làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức xảy ra trong lĩnh vực đăng kiểm. Các người này gồm Nguyễn Thanh Nhàn, 33 tuổi, cán bộ Sở Công Thương tỉnh Cà Mau, Đặng Văn Thanh, 42 tuổi, cán bộ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cà Mau và Nguyễn Văn Phương, 49 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Thiện Thanh. Các bị can bị bắt tạm giam 3 tháng để điều tra về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức theo khoản 3, điều 341 Bộ luật hình sự. Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thanh Nhàn, Đặng Văn Thanh và Nguyễn Văn Phương cấu kết với nhau để làm hồ sơ giả đăng kiểm. Những người trên đã nhận lời của các chủ xe không đủ điều kiện đăng kiểm, sau đó làm giấy tờ giả để hợp thức hóa hồ sơ khi đưa xe đi đăng kiểm. Mức giá để làm giả với mỗi bộ hồ sơ đăng kiểm là từ 10 đến 15 triệu đồng. Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra mở rộng. Một vụ tai nạn lao động thương tâm xảy ra tại một công trình xây dựng trên đường Nguyễn Trãi, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận đã làm 3 công nhân tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên có 4 công nhân, trong đó có một nữ đứng trong lồng sắt được dây tời kéo lên cao để thi công thì bất ngờ dây cáp bị đứt. Một nam công nhân đã may mắn thoát được ra ngoài. 3 công nhân còn lại, trong đó có một nữ công nhân rơi xuống đất tử vong tại chỗ. Các nạn nhân tử vong được xác định gồm ông Nguyễn Văn Xuân, 69 tuổi, Bùi Ngọc Lâm, 62 tuổi và bà Nguyễn Thị Thuận, 45 tuổi, đều ngụ huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận. Hiện Công an thành phố Phan Thiết đã phong tỏa khu vực trên để điều tra. Mới đây, một vụ cháy lớn bất ngờ xảy ra tại một cửa hàng điện máy ở trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột và nhanh chóng lan rộng. Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bất ngờ bốc lên từ một cửa hàng bán đồ điện, địa chỉ tại 229 Lê Hồng Phong, thành phố Buôn Ma Thuột, sau đó bùng cháy lớn và lan sang các nhà bên cạnh. Phát hiện vụ việc, người dân đã thông báo cho lực lượng chức năng và hô hoán, lấy nước dập lửa nhưng không thành. Các cửa hàng nằm kế nhau bán thiết bị điện tử dễ cháy nên lửa nhanh chóng thiêu rụi 3 cửa hàng. Lực lượng chức năng đã dập được lửa lớn, nhưng hơn 1 giờ sau, bất ngờ ngọn lửa lại bùng lên lần nữa. Lực lượng chức năng đang tiếp tục nỗ lực dập tắt vụ hỏa hoạn. Liên quan đến việc các con hụi mang quan tài đến nhà chủ hụi đốt nhang giải tiền vàng mã, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết, Bình Thuận đã vào cuộc. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ những người tham gia mang quan tài, dán ảnh, cao phó, thắp nhang, giải tiền vàng mã trước cửa tiệm tạp hóa của chủ hụi. Theo Công an thành phố Phan Thiết, vụ gây mất an ninh trật tự trước chợ Phú Thủy của các con hụi chưa phải là lần đầu tiên, mà trước đó nhiều con hụi cũng đã đến địa chỉ này thắp nhang, giải muối gạo, gọi tên chủ hụi gây áp lực để trả lại tiền. Mặc dù cửa tiệm này đã đóng kín, nhưng các con hụi vẫn đặt quan tài phía trước, dán cả cao phó rồi thắp nhang, giải tiền vàng mã và Công an thành phố Phan Thiết đã phải huy động lực lượng đến để vãn hồi trật tự. Theo thông tin ban đầu, trong khi tổ công tác 161 Công an tỉnh Đồng Nai tuần tra trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, phát hiện Phan Phú Cường, 27 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Bình, đang lái xe máy chở theo hộp cắt tông và có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện bên trong hộp cắt tông có một khẩu súng và ổ đạn quay loại súng rulo với đạn. Đấu tranh khai thác, Cường khai đã lấy súng trên từ một đối tượng tên T, tên viết tắt, nhà ở phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa. Tổ công tác phối hợp với Công an thành phố Biên Hòa kiểm tra nhà T, tên viết tắt và phát hiện thu giữ thêm 4 khẩu súng, trong đó có một súng hoa cải, 2 súng rulo và một súng tự chế, 3 dao tự chế, 9 viên đạn hoa cải, 42 vỏ đạn các loại cùng nhiều bộ phận dụng cụ dùng để chế tạo lắp ráp súng. Hiện tổ công tác đã làm thủ tục bàn giao Cường cùng vật chứng cho Công an thành phố Biên Hòa tiếp tục xác minh xử lý. Sau đây là những thông tin nổi bật mà chúng tôi vừa cập nhật.
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa bắt quả tang hai người đang khai thác đất trái phép trên sông Thị Tính. Trong công tác tuần tra, đội Cảnh sát Giao thông Đường Thủy, Phòng Cảnh sát Giao thông phát hiện một xà lan đang khai thác đất trái phép trên sông Thị Tính, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một vào giữa đêm khuya. Ngay lập tức, tổ tuần tra đã kiểm tra, phát hiện trên một chiếc xà lan có chứa khoảng 100 mét vuông đất và một chiếc phà chở một xe dùng để múc đất từ dưới lòng sông lên xà lan. Qua làm việc, hai người có mặt trên xà lan và phà không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định. Tổ tuần tra đã lập biên bản, bàn giao người cùng toàn bộ tang vật, phương tiện cho Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm sát hại vợ sau đó bọc trong túi ni lông và bao tải. Nghi phạm bị bắt giữ ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, người dân phát hiện người phụ nữ không còn sống trong bao tải tại một căn nhà ở thôn Tân Lợi, phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên. Sau khi kiểm tra, người dân bàng hoàng phát hiện một thi thể nữ đang trong quá trình phân hủy, được bọc trong túi ni lông và bao tải. Cơ quan chức năng xác định nạn nhân chính là nữ gia chủ của căn nhà nơi phát hiện vụ việc. Cơ quan công an đang tiếp tục làm việc lấy lời khai của nghi phạm để điều tra làm rõ vụ án mạng trên. Đội quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên cho biết đang tạm giữ lô sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ để xử lý theo thẩm quyền. Trước đó, đội quản lý thị trường số 1 phối hợp Phòng Cảnh sát Kinh tế và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú Yên đã dừng kiểm tra ô tô đầu kéo biển số tỉnh Khánh Hòa chạy hướng Bắc Nam do Phạm Văn Cường, ngụ tỉnh Sơn La cầm lái. Kiểm tra tại chỗ, cơ quan chức năng phát hiện trên xe đầu kéo có 25 loại hàng hóa do nước ngoài sản xuất, gồm 1.055 hộp tinh dầu dưỡng tóc, 144 hộp đến thơm, 1.260 hộp sáp thơm, 154 hộp thảo mộc khử mùi, 144 hộp nước hoa và nhiều loại hàng hóa khác. Thời điểm kiểm tra, tài xế Phạm Văn Cường cũng là quản lý lô hàng trên. Tuy nhiên, người này không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp. Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và ô tô khiến một nam sinh tử vong. Theo cơ quan công an, anh NTD, tên viết tắt, điều khiển xe máy lưu thông trên đường song hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ đường Nguyễn Thị Định đi đường Đỗ Xuân Hợp. Khi đến cầu Mương, kênh phường An Phú thì xảy ra va chạm với ô tô do anh Võ Quốc Tê, tên viết tắt, điều khiển chiều ngược lại. Vụ việc khiến anh D tử vong tại chỗ, xe máy và ô tô đều hư hỏng. Xác minh ban đầu, anh Dê là sinh viên của một trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhận tin báo, công an phường An Phú đã phối hợp cùng công an thành phố Thủ Đức khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Bước đầu, nguyên nhân rất có thể do xe máy chạy lấn làn và xảy ra vụ việc. Theo thông tin từ cơ quan công an xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, Đồng Nai, vừa qua người dân có đưa đến trụ sở một cháu gái có biểu hiện bị thiểu năng, không xác định được người thân và địa chỉ. Qua thăm hỏi, bé gái chỉ biết ở phường 1, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Công an xã đã liên hệ với công an phường 1, quận 4, tuy nhiên cũng không xác định được nhà cháu bé. Công an xã đã cho xe chở cháu bé về theo địa chỉ bé nói để xác định lại vị trí nhà mình cũng không xác định được. Hiện giờ, cháu bé đang ở công an xã Gia Kiệm và cơ quan công an tiếp tục xác minh và tìm nhân thân cho cháu bé. Thông tin quốc tế nổi bật trong hôm nay sẽ tiếp tục được gửi tới quý vị ở phần tiếp theo của chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Hệ thống đường hầm của Hamas ở dải Gaza là điều quan tâm của rất nhiều người khi nhắc đến xung đột Israel-Hamas. Gaza là một dải đất hẹp ven bờ Địa Trung Hải với tổng diện tích chỉ 360 km2. Ngoài giáp bờ Tây, dải Gaza có tới 40 km bờ biển có biên giới dài 51 km với Israel, có biên giới dài 11 km với Ai Cập. Theo hãng tin Reuters, Hamas được cho đã bắt đầu đào đường hầm vào giữa những năm 1990 khi Israel chuyển giao một số quyền tự trị ở Gaza cho Tổ chức Giải phóng Palestine do ông Yasser Arafat lãnh đạo. Nhiều nguồn tin phương Tây và Trung Đông của Reuters cho biết Hamas có nhiều loại đường hầm khác nhau chạy bên dưới dải cát ven biển rộng 360 km2 và dọc biên giới được sử dụng cho nhiều mục đích như tấn công, buôn lậu, lưu trữ vũ khí và là sở chỉ huy. Theo nguồn tin an ninh phương Tây mà Reuters có liên hệ, thì chúng được làm bằng bê tông và được làm rất tốt. Hãng tin Reuters thông tin, cơ quan cứu trợ Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine UNRWA vừa qua cho biết đã có hơn 100 nhân viên thuộc tổ chức này thiệt mạng kể từ khi xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas kiểm soát dải Gaza thuộc Palestine nổ ra hôm 7 tháng 10. Cơ quan này cho biết, những nhân viên thiệt mạng gồm giáo viên, y tá, bác sĩ và nhân viên cứu trợ. UNRWA nhận xét rằng
Đây là cuộc xung đột nguy hiểm nhất với các nhân viên Liên Hợp Quốc từ trước đến nay. Bà Juliette Thoma, giám đốc truyền thông của UNRWA cho biết, sự ra đi của các đồng nghiệp Liên Hợp Quốc phản ánh tình trạng khốc liệt đang diễn ra tại Gaza. UNRWA cũng cho biết, trong ngày 13 tháng 11 tới đây, các tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc trên toàn thế giới sẽ dành một phút mặc niệm và treo cờ rủ để bày tỏ sự tiếc thương đối với sự ra đi của các đồng nghiệp và dân thường ở Gaza. Theo Reuters, các nhân viên cứu trợ Liên Hợp Quốc được bảo vệ theo luật nhân đạo quốc tế, nhưng thực tế họ vẫn bị nhắm mục tiêu trong các cuộc xung đột vũ trang. Mới đây, ông Ali Fikri, người phụ trách bộ phận thông tin thuộc Ủy ban Bài trừ Tham nhũng Indonesia, KPK cho biết, cơ quan này đang điều tra vụ án tham nhũng hàng trăm tỷ rupiah liên quan đến việc mua sắm thiết bị bảo hộ cá nhân tại Bộ Y tế nước này trong thời gian đại dịch COVID-19. Hãng thông tấn Indonesia Antara dẫn lời ông Fikri cho biết, đến nay, thiệt hại cho ngân sách nhà nước ước tính lên đến hàng trăm tỷ rupiah. Một rupiah là bằng 1,55 Việt Nam đồng. Con số này thực tế khả năng còn nhiều hơn. Ông Fikri bày tỏ lấy làm tiếc khi một khoản ngân sách lớn vốn được phân bổ để bảo vệ an toàn và sức khỏe cộng đồng trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19 đã bị các nghi phạm trục lợi. Trước đó, Phó Chủ tịch KPK, ông Alexander Mawata, thông báo rằng cơ quan này đã khởi động một cuộc điều tra về cáo buộc tham nhũng trong việc mua sắm thiết bị bảo hộ cá nhân tại Bộ Y tế Indonesia vào hồi năm 2020. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 19 giờ. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!